UAV Nga lao vun vút bay xuyên qua ba nước NATO, phát hiện vật thể mang theo cực kỳ nguy hiểm. Chiếc UAV được chế tạo từ thời Liên Xô đã bay từ Ukraine qua Romania và Hungary trước khi tiến vào khung phận Kratika rồi lao xuống đất phát nổ. AP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Kratika hôm Chủ nhật cho biết một chiếc máy bay không người lái UAV quân sự đã bay từ vùng chiến sự Ukraine xuyên qua địa phận ba quốc gia thành viên NATO ở châu Âu trước khi lao xuống khu vực đô thị của thủ đô Kratika. Chiếc UAV được chế tạo từ thời Liên Xô đã bay qua Romani và Hungary trước khi tiến vào khu phận Croatia, rồi lao xuống khu vực gần ký túc xá sinh viên vào cuối ngày thứ năm, mùng 10 tháng 3. Khoảng 40 ô tô đang đậu đã bị hư hỏng trong vụ nổ lớn, nhưng không ai bị thương. Vết tích chất nổ và các manh mối cho thấy đây không phải là một loại máy bay trinh sát. Chúng tôi đã tìm thấy các bộ phận của một quả bom hàng không, Bộ trưởng Quốc phòng Croatia Mario Banjovic cho biết tại hiện trường vụ việc. Các nhà điều tra tai nạn hàng không đã thu hồi được hầu hết các bộ phận còn lại của chiếc UAV ra khỏi một miệng hố khá lớn trên mặt đất, trong đó có cả một hộp đen bị hỏng một phần, có thể sẽ tiết lộ hướng bay của UAV. Sau khi sự việc xảy ra, các quan chức của Latika đã kịch liệt chỉ trích NATO vì phản ứng quá chậm chạp trước một sự cố mà họ cho rằng rất nghiêm trọng, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng sẵn sàng của các quốc gia thành viên trong việc ứng phó với một cuộc tấn công tiềm ẩn có thể xảy ra. NATO cho biết hệ thống phòng không và tên lửa tích hợp của Liên minh đã theo dõi được đường bay của chiếc UAV. Tuy nhiên, Thủ tướng Gratica Andrei Plenkovic khẳng định nước này không nhận được bất cứ thông báo nào và NATO chỉ phản ứng sau khi các nhà báo đặt ra câu hỏi. Chúng tôi không thể nào dung thứ được cho tình huống này và đáng ra không nên để điều đó xảy ra, Thủ tướng Plenkovic chỉ trích gây gắt. Nếu đây là một mối đe dọa rõ ràng, nhẽ ra cả NATO và EU đều phải phản ứng. Chúng tôi sẽ phải hành động để nâng cao khả năng sẵn sàng, không chỉ cho chúng tôi mà còn cho những người khác. Nhà điều tra Quatica xác định chiếc máy bay không người lái rơi xuống Zagreb là Tu-141 từ thời Liên Xô, thường được sử dụng cho các nhiệm vụ do thám vào những năm 1980. Còn theo tiết lộ của Thủ tướng Quatica Plenkovic, UAV Tu-141 đã bay hơn 40 phút qua Hungary và khoảng 6-7 phút trên không phận Quatica rồi mới rơi xuống. Trước đó, giới chức quốc phòng Romani cho biết chiếc UAV này chỉ bay trong không phận Romani 3 phút, khi bay từ Ukraine sang nên rất khó đánh chặn. Báo Ukraine Nga sắp cạn tên lửa Caliber, phải tạm rút về Crimea, Odessa sắp sửa nhận bất ngờ. Trong bài viết được đăng tải ngày 13 tháng 3, tờ Kiev Post cho hay Odessa phải hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa trong hơn 2 tuần qua vào các vị trí phòng thủ của thành phố và khu vực. Trong những ngày đầu khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24 tháng 2, những cuộc tấn công nhằm vào Odessa rất dữ dội, sau đó trở nên dần rời rạc bắt đầu hạm đội biển đen của nga tiến hành phong tỏa hải quân đối với các cảng ở odessa nhằm chặn các tuyến giao thông thương mại và gây sức ép lên nền kinh tế ukraine bước sang tuần thứ hai lực lượng hải quân nga liên tục tấn công các tuyến phòng thủ của ukraine dọc bờ biển sự hiện diện đầy đe dọa của họ đã làm dấy lên những dự đoán về chiến dịch đổ bộ sắp diễn ra tuy nhiên cho tới nay phía nga vẫn chưa thể thực hiện được ý định này đáng lưu ý ukraine tuyên bố đã bắn trúng một trong những tàu hải quân hiện đại nhất của hạm đội biển đen tàu tuần tra Nga Vasily Bikov với thủy thủ đoàn gồm 32 người. Theo Kiev Post, hiện tại phần lớn hạm đội Nga đang neo đậu ở phía sau mũi Takhantut ở Crimea, một vị trí được che chắn có thể cho phép họ nhanh chóng trở lại khu vực hoạt động ngoài khơi Odessa. Một số chuyên gia quốc tế đưa ra giả thuyết rằng Hải quân Nga đã cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa hành trình Caliber. Kiev Post đánh giá giả thuyết này có vẻ hợp lý, bởi kế hoạch tấn công ban đầu của Nga ở Ukraine là hoàn tất mọi việc trong vòng 2 tuần. Trong thông báo mới nhất liên quan đến tình hình Odessa, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Alexei Danilov cho biết Nga đang tiếp tục lên kế hoạch đổ bộ vào Odessa. Tại Biển Đen, phía Nga đã muốn thiết lập tình huống này 3-4 ngày trước, nhưng do thời tiết, họ buộc phải di chuyển tới Sepatopol. Giờ đây họ đang quay trở lại. Bây giờ phía Nga đang có một mong muốn lớn nhất là bắt đầu đổ bộ vào Odessa nhưng tuyên tôi đi, họ sẽ không thể làm được điều đó một cách dễ dàng, hãng thông tấn Union dẫn lời ông Danilov cho hay. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào trước các thông tin do phía Ukraine đưa ra. 10 bài học rút ra từ xung đột Nga-Ukraine qua góc nhìn nhà ngoại giao kỳ cựu Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, nguyên phó tổng thư ký ASEAN, đã chia sẻ góc nhìn của cá nhân ông về những bài học từ xung đột Nga-Ukraine vốn vẫn diễn ra ác liệt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và tất nhiên mỗi quốc gia Tùy lợi ích và vị trí của mình trên bàn cờ địa chính trị, khu vực và thế giới, có những góc nhìn khác nhau và có những bài học khác nhau, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn chia sẻ. Đối với nước nhỏ, thứ nhất phải tự quyết định các vấn đề của chính mình dựa trên lợi ích quốc gia dân tộc, chứ không thể dựa vào bất kỳ nước ngoài nào. Không có bất kỳ nước nào khác sẽ hy sinh lợi ích quốc gia của họ để bảo vệ lợi ích của anh cả. Thứ hai, cần chọn điểm rơi chiến lược tốt nhất khi ra quyết sách quan trọng và luôn thuộc nằm lòng câu thiên thời địa lợi nhân hòa. Theo lãnh đạo và đa số người dân Ukraine, quyết định gia nhập NATO và EU của họ có thể tốt cho lợi ích quốc gia. Tuy nhiên quyết định này lại đưa ra sai thời điểm khi môi trường quốc tế không còn thuận lợi. Giá như họ quyết định dứt khoát từ cuối những năm 1990 như các nước Đông Âu cũ và ba nước Cộng hòa Baltic, khi lúc đó thế và lực của Nga còn yếu thì sự thể có thể đã khác. 3. Hãy nỗ lực cao nhất để tránh cuộc chiến một chiều, tức anh chỉ bị tấn công một phía và là một bên chịu thiệt hại chủ yếu trong trường hợp nổ ra chiến sự với các nước lớn. 4. Ở bất kỳ đâu, hầu như không có ngoại lệ, nước lớn luôn nhìn các nước nhỏ xung quanh có con mắt lịch sử là thần phục chư hầu. Họ chỉ ngả mũ khi lãnh đạo và người dân nước nhỏ láng giềng, mạnh hơn, giàu có hơn và thông minh hơn. Do đó nước nhỏ ngoài việc củng cố nội lực toàn diện thì luôn tìm cách tránh lệ thuộc một chiều và các nước lớn thù địch về kinh tế, chính trị, an ninh trong thời bình. Trong khi phải có biện pháp đáp trả tương xứng, đặc biệt về mặt quân sự vào chính đầu não đối phương trong thời chiến. 5 luôn dương ngọn cờ chính nghĩa, lấy hiến pháp Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế làm ngọn cờ tập hợp lực lượng, kêu gọi lương tri thời đại và biết cách để kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại trong bối cảnh mới, kể cả khi chiến sự nổ ra và mình ở thế yếu về quân sự. Thứ hai, đối với các nước lớn, khi phát động chiến sự thì phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng về mọi mặt từ quân sự, hải lục không quân đến hậu cần, lực lượng dự bị, công tác tình báo, đảm bảo đã nổ súng là phải giành chiến thắng, thắng áp đảo, làm mất ý chí đối phương. Thứ bảy, Chiến sự là một hình thái đặc thù với rất nhiều ẩn số và biến cố khó lường có thể xảy ra, nhất là sức kháng cự của đối phương khi bị dồn vào chân tường. Do đó luôn phải đặt ra tình huống xấu nhất là khả năng thất bại, nguy cơ xa lầy và luôn phải có chiến lược rút lui để bảo toàn lực lượng. Thứ 8, chiến lược ngoại giao, dùng sức ép toàn diện lên đối phương mà không dùng đến sức mạnh vũ lực cũng có những hạn chế nhất định. Điều này thấy rõ nhất khi đối thủ nhỏ hơn nhưng lại có tinh thần dân tộc chủ nghĩa và quyết không chịu nhượng bộ. Do đó khi phát động cuộc chiến thì phải lường trước hết tất cả các hệ quả, vì chính bản thân nước lớn tuy giành được chiến thắng quân sự trước mắt nhưng có khả năng sẽ bị trả giá rất lớn. Bởi các lệnh trừng phạt hội đồng và có thể gây ra sự sụp đổ về kinh tế xã hội từ bên trong sau này. Thứ ba, đối với các nước phương Tây muốn thực hiện cuộc chiến ủy nhiệm hoặc làm chảy máu đối thủ qua tay người khác. Đã qua thời kỳ mà phương Tây có thể làm suy yếu một chiều đối phương, buộc đối phương xa lầy như cuộc chiến Afghanistan đối với Liên Xô trong thời kỳ trước. Trong một thế giới toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau cao độ như hiện nay, khó khăn của Nga cũng tạo ra các khó khăn thách thức và khủng hoảng cho Mỹ phương Tây chẳng kém gì Nga. Ít nhất lúc này, Mỹ, NATO, EU đang gánh chịu ít nhất 4 cuộc khủng hoảng. Đó là khủng hoảng an ninh, khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng giá cả với giá hàng hóa tiêu dùng, giá nguyên vật liệu và lạm phát đồng loạt tăng phi mã. Các cuộc khủng hoảng này xảy ra trong bối cảnh Mỹ và phương Tây vẫn đang vật lộn với đại dịch COVID-19 và nền kinh tế thế giới đang trong tình trạng khôi phục bất bênh và cuối cùng là hệ quả xấu nhất không ai mong muốn và cũng chưa loại trừ đó là khi nga bị dồn vào tình thế khó khăn tuyệt vọng biết đâu những lời đe dọa sử dụng hàng nóng sẽ không còn là những câu dọa suông nữa thế giới đã chẳng bao lần bất ngờ về sự quyết đoán cũng như khó đoán định của tổng thống putin rồi sai sao